Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thay vì review một chiếc đồng hồ thì trên tay tôi có đến hai chiếc đồng hồ của cùng một thương hiệu và cùng một bộ sưu tập. Đó là hai chiếc Omega Speedmaster, nhưng mà hai chiếc đồng hồ này thì ra đời trong hai khoảng thời gian khác nhau. Chiếc bên tay trái tôi đây thì ra đời vào năm 2003, sử dụng bộ máy lên gót tay caliber 1866. Trong khi đó chiếc bên tay phải đây thì ra đời sau hơn một thập kỷ, đó là vào năm 2016, sử dụng bộ máy tự động 9904. Thì hai chiếc đồng hồ này có gì giống và khác nhau thì chúng tôi sẽ cùng phân tích với các bạn nhé. Trước hết thì về bộ vỏ. Bộ vỏ của hai chiếc đồng hồ thì có thiết kế tương đối giống nhau, nhưng mà có chút khác biệt về kích thước. Chiếc bên tay trái tôi đây thì có kích thước 42mm, trong khi đó chiếc bên tay phải thì có kích thước là 44mm, lớn hơn một chút. Vì kích thước khác biệt nên là chúng ta cũng có thể thấy rõ là càng nối dây cũng có sự khác biệt. Có chiếc Omega năm 2016 thì sẽ lớn hơn, đúng chỉnh giờ thì cũng sẽ lớn hơn. Vành bezel của chiếc đồng hồ năm 2016 thì sử dụng những công nghệ mới của Omega như là ceramic hay là liquid metal, trong khi đó thì vành bezel cũ thì vẫn chưa áp dụng những công nghệ này. Tiếp đến là về mặt số của đồng hồ, thì điều dễ nhận thấy nhất của chúng ta là trên chiếc năm 2003 thì chúng ta có thấy 4 mặt số phụ, trong khi đó thì chiếc 2016 chỉ có 3 mặt số phụ mà thôi. Vì sử dụng bộ máy 9904 đã cải tiến hơn nên là Omega quyết định là kết hợp hai tính năng, hai mặt số phụ chronograph và cùng một mặt số phụ ở góc 3 giờ. Trong khi đó thì chúng ta có thể các bạn thể thấy là mặt số phụ foot chronograph ở năm 2003 thì ở góc 3 giờ đây. Còn mặt số phụ chỉ giờ thì là góc 6 giờ. Thì hai mặt số phụ này đã được kết hợp lại thành một mặt số phụ ở góc 3 giờ. Tiếp theo là lịch tuần trăng. Lịch tuần trăng của năm 2003 thì chúng ta ở góc 12 giờ. Trong khi đó thì tháng 5 2016 đã di chuyển xuống góc 6 giờ. Lịch ngày thì ở góc 12 giờ năm 2003 được di chuyển xuống góc 9 giờ. Và kim dây thì vẫn giữ nguyên ở góc 9 giờ. Về thiết kế mặt số thì cũng có một chút thay đổi, như là mặt trăng thì được trang trí đẹp hơn. Và quan trọng nhất là có một đầu chân của bút Darin được in trên mặt trăng. Và những cái cọc số thì cũng được thiết kế theo dạng được đính như mặt số chứ không phải là thực sơn như mặt số như là chiếc 2003. Về cá nhân tôi thì tôi thích chiếc đồng thiết kế năm 2003 hơn, bởi vì thiết kế năm 2003 thì có vẻ là dễ dàng và dễ nhìn thấy hơn. Trong khi đó thì thiết kế năm 2016 vì hai mặt số giờ và phút cùng ở góc 3 giờ, thế nên là rất là khó nhìn, vì hai cái kim sẽ bị chập là một và đè lên nhau, rất là khó nhìn khi chúng ta bấm chronograph. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng so sánh bộ máy. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc đồng hồ năm 2003 và 2016. Thì các bạn có thể thấy là bộ máy năm 2003 sử dụng bộ máy caliber 1866. Đây là bộ máy được kết hợp giữa Omega và Lemania sản xuất. Bộ máy này được sử dụng trong rất nhiều mẫu chronograph nổi tiếng, và đặc biệt là một số mẫu của Patek Philippe cũng sử dụng bộ máy này. Đến năm 2016 thì Omega đã cải tiến bộ máy rất nhiều và sử dụng bộ máy in-house của mình. Bộ máy in-house 9904 sử dụng rất nhiều công nghệ của Omega. Có thể ví dụ như là cái bộ thoát coaxial của Daniel Jock Daniel, hay là bánh răng cột column wheel ở trên đây, có thể thấy rõ ràng ở đây. Xét về độ hoàn thiện thì hai bộ máy có hai phong cách khá là khác biệt nhau. Nếu bộ máy 1866 thì được hoàn thiện theo kiểu rất truyền thống, như là những vân sọc có test để dây nếp, hay là vân xước mờ, hay là được vát cạnh. Bộ máy 9904 bên tay phải từ đây thì có vẻ ngoài rất là hiện đại. Bạn có thể thấy nhìn những chi tiết thì được Omega có thể ghi rõ ràng trên bộ máy, để chúng ta có thể biết rõ đây là những chi tiết gì, như là column wheel, bánh xe cột, hộp cót thứ nhất, hộp cót thứ hai, hay là tất cả những cái chi tiết đều được ghi rõ trên bộ máy. Bộ máy 9904 in-house của Omega thì sử dụng công nghệ coaxial, bộ thoát coaxial khá là đặc biệt, độc quyền của thương hiệu. Không những thế thì chúng ta có column wheel, một cơ chế rất là đắt tiền, trong khi đó thì bộ máy 1866 thì chỉ sử dụng bánh cam ở đây để kích hoạt chế độ chronograph thôi. Và thì bây giờ thì tôi sẽ thử kích hoạt chế độ chronograph trên bộ máy 1866 này. Tôi sẽ giải thích qua về cơ chế chronograph trên bộ máy 1866. Nếu mà khi bạn bấm cái nút 2 giờ ở đây, vì đây là hơi ngược một chút, bấm nút 2 giờ ở đây
Thì sẽ kích hoạt chức năng chronograph và làm quay cái bánh cam ở đây. Đây các bạn có thể thấy. Đấy, bánh cam di chuyển và cái khớp này cũng di chuyển. Tôi sẽ ấn lại một nữa để dừng. Và bạn nên chú ý cái bánh răng ở đây. Và sẽ kết nối với cả cái bánh răng ở đây. Bánh răng đây chính là bánh răng kích hoạt chức năng chronograph. Và khi ấn nút 2 giờ thì bánh răng này sẽ di chuyển, bánh răng này sẽ di chuyển qua một chút ở đây để kết nối bánh răng ở trung tâm này. Và nếu ấn một lần nữa để dừng thì bánh răng sẽ được tách ra. Và cuối cùng là bấm nút 4 giờ để reset cái chức năng chronograph. Thì bạn thể thấy lẫy ở đây sẽ di chuyển về vị trí cũ này. Đấy. Và bây giờ thì chức năng chronograph là về như mức 0 ban đầu. Và với bộ máy 9904 của Omega thì các bạn có thể thấy là cầu nối đã che phần lớn những chi tiết máy bên trong và chỉ để hở ra một số chi tiết máy quan trọng như là column wheel ở đây hay là cái khớp kích hoạt chronograph thì có thể thấy có khe nhỏ ở dưới này. Đấy, và nếu mà tôi kích hoạt chế độ chronograph thì bạn có thể thấy là cái khớp này chạy từ trái sang phải như thế. Và ấn một lần nữa để dừng. Và sau khi reset cái chế độ chronograph thì chúng ta có thể thấy cái khớp này lại di chuyển từ phải sang trái và chế độ chronograph về mức bình thường như ban đầu. Bộ máy Caliber 9904 của Omega thì sử dụng rất nhiều công nghệ mới như là bánh xe cột column wheel, rồi bộ thoát coaxial thì chúng ta không thể thấy ở đây và nó bị ẩn sau dưới những cái cầu nối này. Và dây tóc của bộ máy thì được sử dụng silicon có khả năng chống từ rất là lớn với lực lên tới 15.000 Gauss. Trước đó thì bộ máy 1866 thì chỉ sử dụng dây tóc của Nivarox và hợp kim giữa nickel và sắt thôi. Còn bây giờ bộ máy mới của 9904 này thì sử dụng dây tóc silicon có khả năng chống từ và có độ bền cao hơn rất là nhiều, độ chính xác cũng cao hơn rất là nhiều. Như các bạn có thể thấy là bộ máy lấy có tay và bộ máy tự động thì có hai cái điểm rất là khác biệt, đó chính là rotor, đúng không? Đây rotor phần quay đây. Vì bộ máy lấy có tay không có rotor nên là sẽ không bị che lấp khuất những cái chi tiết máy bên trong. Còn bộ máy tự động thì do rotor thì phải đã che mất rất nhiều chi tiết bên trong rồi. Nếu mà bộ máy lên cót tay thì chúng ta phải lên cót hàng ngày hoặc là trong một khoảng thời gian nhất định. Thì bộ máy lên cót lên tự động thì chúng ta không phải quan tâm đến việc lên dây cót nữa. Nhưng bù lại thì bộ máy lên cót tay chúng ta có thể thấy rất nhiều chi tiết máy. Và với những người mà thực sự mà đam mê đồng hồ thì họ sẽ đánh giá cao bộ máy lên cót tay hơn là bộ máy tự động. Bộ máy tự động thì ngoài cái việc che chi tiết máy thì bộ máy tự động cũng làm cho cái chiếc đồng hồ bị dày hơn. Và các bạn có thể thấy rõ là hai chiếc đồng hồ độ dày khá là khác biệt, dày hơn rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ năm 2003 trước nhé. Như các bạn có thể thấy thì với kích thước 42mm chiếc đồng hồ này khá là vừa vặn trên cổ tay của tôi, gần như là không có một đoạn nào thừa ra ngoài cả. Và dây thì rất là ôm tay. Tiếp theo là đến chiếc Omega năm 2016. Ở đây. Chiếc đồng hồ này kích thước lớn hơn một chút, với kích thước 44mm. Với cổ tay của tôi thì chiếc đồng hồ này đeo vẫn rất đẹp. Tay càng thì có hơi bị chờm ra ngoài một tẹo nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Yếu tố cá nhân thì tôi thích chiếc năm 2003 hơn. Một phần là do bộ máy, một phần là do độ dày nó phù hợp hơn. Thứ ba nữa là do kích thước nó phù hợp với cổ tay của tôi hơn là chiếc đồng hồ năm 2016 này. Tất nhiên cả hai chiếc đồng hồ thì đều rất là đẹp. Nhưng mà về yếu tố cá nhân thì tôi chỉ thích chiếc 2003 hơn. Vâng, đó là hai chiếc đồng hồ Omega Moonwatch Moonface của năm 2003 và 2016. Cá nhân bạn thì bạn thích chiếc đồng hồ nào hơn? Hãy comment phía dưới của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.